Thưa quý vị, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cuối năm 2023. Các địa phương trong tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh các loại quy hoạch trên địa bàn. Đây là cơ sở quan trọng để hoàn thiện hệ thống quy hoạch toàn tỉnh. Song song với việc đẩy nhanh tiến độ, chất lượng quy hoạch cũng được các địa phương đặc biệt chú trọng. Các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn đang được huyện Xuyên Mộc đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh để đồng bộ với quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến nay, huyện Xuyên Mộc đã hoàn thành đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Phước Bửu và đang trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Hồ Tràm và đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Hòa Bình. Riêng đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Bình Châu đang xin ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt theo quy định. Huyện Xuyên Mộc cũng phê duyệt hai đồ án quy hoạch nông thôn của xã Bầu Lâm và xã Xuyên Mộc. Trong quá trình thực hiện, huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan không chỉ đảm bảo tiến độ mà còn đặt chất lượng quy hoạch lên hàng đầu để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương. Việc nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý và phát triển cái đô thị dựa trên các cái nguyên tắc tức là công khai, minh bạch và có sự tham gia của người dân và cần được ưu tiên lựa chọn các cái đơn vị tư vấn có cái chất lượng, có chuyên môn và cùng với lại cái địa phương là kiểu như là để nắm và cái gì các cái thông tin rồi trao đổi các cái địa phương rồi cũng như các cái phòng chuyên môn rồi để định hướng cho nó sát với lại cái định hướng chung của toàn tỉnh. Ngay sau khi quy hoạch tỉnh được chính phủ phê duyệt, huyện Châu Đức đã chỉ đạo các đơn vị phòng ban triển khai lập một số quy hoạch về xây dựng đô thị, giao thông. Đồng bộ với quy hoạch tỉnh, đến nay, Châu Đức có một đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, hai đồ án quy hoạch đô thị được phê duyệt quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000. Địa phương đang tổ chức lập phê duyệt 7 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và 14 đồ án quy hoạch nông thôn, 7 đồ án quy hoạch khu chức năng. Quá trình lập quy hoạch không phải đơn giản, làm sao để tạo điều kiện phát triển một cách toàn diện, đồng bộ, khai thác hết tiềm năng thế mạnh cũng như là phù hợp với chiến lược phát triển của đất nước cũng như là của tỉnh, để qua đó người dân tin tưởng vào cái sự quy hoạch đó là khả thi để làm cho cái địa phương Châu Đức nó phát triển một cách đồng bộ và nó có gắn kết với các địa phương trong vùng. Dự kiến từ nay đến cuối tháng 4 năm 2024, các địa phương trong tỉnh sẽ hoàn tất việc rà soát các quy hoạch cần điều chỉnh và công tác lập điều chỉnh đồng bộ quy hoạch địa phương với quy hoạch tỉnh hoàn thành trong năm 2024. Hiện nay quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt tại cái quyết định 1629 thì nó đã thống nhất tất cả các cái quy hoạch ngành cũng như quy hoạch kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh vào một cái quy hoạch chung nhất. Cái quy hoạch này mang ý nghĩa quyết định có một cái vai trò rất to lớn đối với cái việc phát triển kinh tế xã hội cũng như đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vì nó là một cái định hướng thống nhất cho cả cái hệ thống chính trị cũng như các cái tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh để cùng chung tay các cái hoạt động phát triển về kinh tế xã hội, các cái hoạt động đầu tư, các cái hoạt động khác để giúp cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà một cách đồng bộ, hiệu quả và bền vững nhất. Việc đồng bộ quy hoạch các địa phương với quy hoạch mới của tỉnh là nền tảng quan trọng giúp Bà Rịa Vũng Tàu phát huy tối đa lợi thế tiềm năng vốn có, tạo đà cho tỉnh bứt tốc phát triển trong thời gian tới.